Hi guys, today my family cook the pizza uh, from YouTube mail me one three from Vietnam Sài Gòn. Welcome to Vietnam on the best week and welcome to family YouTuber. Thank you guys. Xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình đã chuẩn bị nấu món pizza. Mình đã mua lò nướng và các uh, uh, gia vị và các phụ liệu nguyên liệu để nấu món pizza thì cháu mình đang rất thích ăn pizza và mình đã học cách nấu từ mẹ mình hai gai the mozzarella the beef the flour and the, uh, chi, the chili the meal and all the food đây là um, phô mai uh, ớt thơm bột và thịt bò hai gai with the flour we make with the meal and mix together and can amazing with the a little short and with the uh, for the floor be uh, good đây là bột và muối một ít muối và một ít bột nở thì bột bánh pizza và sữa trộn đều we mix the meal together sửa lên để trộn đều làm bánh pizza thì thì mình trộn không quá ít không quá nhiều chỉ vừa đủ để bánh được uh, dẻo không 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 quá mềm không quá cứng và chỉ độ vừa phải hai guy we mix the meal to make the cake uh, and very amazing with the study and make the uh, rye. Um, right one đây là cách nhồi bột mình mang bao tay nhồi bột cho đều và rất lâu. Mình nhồi bột cho bột và sữa đều mọi mọi nơi và rất mềm mịn dẻo. Hi guys, welcome to the mix the flour and very uh, smooth. Đây là cách nhồi bột mình sẽ dùng tay đè xuống và trộn lên. Sau đó mình sẽ ủ bột trong vòng 15 phút thì mình sẽ sắc gia vị, mình sẽ sắc nguyên liệu ớt thơm bò thì mình sẽ sắc hai gai with the pineapple the chili and with the cut so amazing mình sẽ bào phô mai sợi để rải lên mặt hai gai we make the mozzarella with the slice sau đó mình sẽ lấy bột ra. Bột đã dẻo và rất tuyệt vời. Hai gai we make the cake with the circle. Đây là bột bánh, bột bánh đế bánh dày hình tròn, là có đế bánh mỏng thì đế bánh dày thì mình làm đế bánh vừa thì mình đã lấy ly thủy tinh để lăn cho bánh tròn đều thì các bạn sẽ học và tập trước khi làm thì các bạn mới có thể được điều tay thì mình đã học và từ mẹ mình sau đó mình sẽ lấy bánh lên để vào lò nướng hai guy with a baby cue machine and we can make the cake with the try mình sẽ dùng đâm những lỗ nhỏ để bánh được nhanh chín và đều Mình sẽ nướng 160 độ trong vòng 15 phút I gai with the 160 temperature, 50 minutes Bánh đã chín, giòn, thơm, ngon Thì mình sẽ cho uh, tương ớt một lớp mỏng With the ketchup we make the Uh, Soulife for the testing. mình sẽ làm tương ớt một lớp siêu mỏng để uh, cho bánh có gia vị sau đó mình để phô mai và thơm và ớt đều. With the food we make very amazing with the beef. mình sẽ cho thịt bò để trải đều trên mặt thì mình sẽ phủ một lớp Uh, for mai sợi chi sợi là đều trên mặt thì mọi thứ đều rất đều nhau. Hai guys with the feed, the veggie, the the meat and the mozzarella we make uh, very uh, amazing together can uh, very right right cook thì mình đã trải đều như các bạn đã thấy, tất cả đều rất đều nhau. Thì mình sẽ cho vào lò nướng 180 độ 15 phút. hai the with the temperature and 50 minute. Now we can have the cake. Đây là bánh đã hoàn thành chín thơm giòn và rất ngon mình đã thành phẩm món bánh pizza bò và rất thơm ngon. À, và gia vị rất uh, tuyệt vời từ ra từ thơm ớt. Hi guys, welcome to Vietnam cooking and the pizza for the family. Uh, all the good thing you can cook everything you love. Đây là hương vị tự nhiên, không mặn và không ngọt của uh, Ngọt tự nhiên từ bánh và củ quả Thì mình đã ăn với uh, Khi còn nóng Và cháu mình rất yêu thích Hi guys, with the family cooking a food uh, Amazing Đây là mình và cháu mình đã ăn pizza tự nấu Và học nấu từ mẹ mình Mẹ mình đã làm một lần cho mình xem Và mình đã học và hiểu và mình làm không được tròn như mẹ mình vì lần đầu tiên mình làm là mình chưa quen. Mình chỉ làm được pizza có phiên bản của lần đầu tiên đó là thơm ngon dinh dưỡng. Mình đã trang trí hình trái tim hình hoa. Hai gai welcome to the cooking and delicious food. Mình xin thưởng thức những món ngon gia đình mình nấu thì phô mai rất béo và và ớt à, ớt chuông và thơm rất thơm bánh rất ngon xốp dẻo bò rất ngọt và thơm và vừa chín vàng à, bên ngoài thì giòn bên trong thì dẻo và còn ấm rất thơm Hi guys, welcome to cooking pizza and many food in Vietnam family and all amazing. Gia đình mẹ mình rất biết mẹ mình là bếp chính trong gia đình nấu rất nhiều món ăn ngon và dạy lại cho mình và mình xin giới thiệu những món ngon đến các bạn để lưu lại những công thức nấu ăn của gia đình mình và và mình xin làm rất nhiều món ngon và đây là pizza còn những món khác mình xin uh, lên những video mới. Cảm ơn các bạn. Hi guys, welcome to Vietnam Family YouTuber. Please support my YouTube channel many video about cooking, travel, festival and the famous play. Welcome to Việt Nam YouTuber Thank you guys. Xin chào cả nhà, gia đình mình làm YouTube về lễ hội, du lịch, ăn uống những nơi nổi tiếng và ẩm thực. Thì mình hy vọng các bạn sẽ xem video của mình và chia sẻ để có nhiều lượt xem và thành công trong công việc sản xuất video. Mình sẽ luôn sản xuất video hay để chia sẻ đến các bạn. Mong các bạn yêu thích. Cảm ơn các bạn rất nhiều. thì bánh rất ngon và nước uống trà hoa đậu biếc màu tím gia đình mình là ngoại mình ở an giang mẹ mình ở sài gòn và anh mình ở long an cho nên mình đi ba nơi mỗi mỗi lúc mỗi nơi khác nhau và mọi nơi đều được làm những video khác nhau về những lễ hội của những nơi khác nhau. Cháu mình là học lớp 1, 7 tuổi, rất dễ thương, ngoan và yêu thích những món ngon của gia đình và gia đình yêu bé rất nhiều. Bé tên là Gia Bảo là bé út của gia đình. Hi guys, welcome to Vietnam uh, family cooking style and the youtuber and the kids gia yeah, mình mình mẹ mình và uh, 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 anh mình cháu mình mọi mọi người đều uh, yêu thích làm youtube về du lịch và nấu ăn và lễ hội và mình là Trần Thanh Trang, mình sinh năm 1988. Mình mình là người Sài Gòn quận 8 và có anh ở Long An và quê ngoại ở An Giang và mỗi năm mình đi về ngoại qua anh và ở quận 8. Quận 8 thì ở Sài Gòn, trung tâm quận 1 có rất nhiều cảnh đẹp và mỗi tháng đều có lễ hội, cho nên mình sản xuất rất nhiều video hay. Về lễ hội, về Sài Gòn là uh, tất cả mọi nơi đều rất lớn tổ chức lễ hội ẩm thực, lễ hội sự kiện, lễ hội văn nghệ, lễ hội thương hiệu. Và mình đã uh, sản xuất video du lịch, du lịch Đà Lạt du lịch thái lan du lịch singapore phú quốc và rất nhiều video về du lịch phan thiết thành phố biển thành phố thế giới thành phố việt nam